Hello cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ghé kênh Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ. Cả nhà, đó nắng hướng này nó chói con mắt mình, với lại là mới ngủ dậy cả nhà. Đó là vì hả là thời tiết sao hôm nay nó thay đổi cả nhà. Mấy ngày nay nó thay đổi, nó tự nhiên đang nóng thiệt là nóng, rồi bây giờ thì lại lạnh cả nhà. Là phải nói hôm nay là ngày thứ ba rồi mà nó lạnh, nó nhiệt độ nó xuống á, cái nó lạnh cả nhà. Bây giờ mình đang ngồi ở đằng sau nhà mình á, thì ở đằng đây có một cái cây bông hồng. Cây bông hồng này cũng rất là thơm, và ở đằng trước cũng có một cây đó nó thơm hơn cái cây này đó. Thì cái cây bông hồng là thấy thương ghê ha cả nhà. Đây, cây bông hồng nè, thấy thương ha. Thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà xem là bầu bí mướp dưa leo này kia của mình nó hôm nay nó như thế nào. Thì thôi bây giờ xin mời cả nhà, không có giữ chân cả nhà lâu, xin mời cả nhà hãy cùng theo chân mình để tham quan cái khu vườn của mình, coi những cái cây giống bầu bí mướp khổ qua rồi đó thì hôm nay nó như thế nào nha. Ok, let's go, xin mời cả nhà. Trước tiên thì ở đây là một dãy xà lách, và năm vừa rồi cũng vậy, năm nay cũng tiếp tục thì em cũng vẫn trồng xà lách ở đây. Và xà lách thì gồm có, đây là xà lách xanh. Xà lách xanh của em gồm có hai loại nha, loại này với lại loại này ha, với lại loại trên đây. Cái loại trên đây thì cái lá nó bự hơn chút đó, rồi cái loại này thì cái lá nó nhỏ hơn, nhưng loại nào á là cũng gọi là xà lách giòn. Xà lách này rất là giòn đó, ăn nó giòn lắm. Bên đây cũng vậy đó, là nó giòn mà nó cuộn vô, nếu cả nhà không có hái xung quanh ăn á, nó sẽ cuộn vô thành một búp á đó. Nhưng mình ăn á thì mình cứ tẻ xung quanh ăn, thì như á là mình hay gọi bạn đến tẻ ăn. Rồi bên đây cũng có xà lách xanh nha. Còn mấy cái chậu đó nó không có, là vì nó chết đó cả nhà. Hôm bữa đưa ra sớm nó chết thì em lại phiêu thêm, em lại hả vại hạt vô. Đó là những cái hạt li ti đó, hôm nay nó nảy mầm cũng là xà lách đó. Những cái hạt đó thì cũng là rau xà lách. Và bên đây là rau xà lách tím. Đây là xà lách tím cả nhà. Xà lách tím này đẹp ha. Đó, rồi nó cũng chết rồi em cũng gieo hạt thêm vô. Hôm nay nó cũng nảy mầm nè. Đây cũng là xà lách tím đó. Đây đó, xà lách tím, cái hiệu của nó luôn. Rồi đây cũng xà lách tím. Rồi đây cũng là xà lách tím mà nó chết rồi em gieo hạt thêm vô. Mấy cái hạt li ti là mình gieo thêm vô để cho nó có chỗ lấp chỗ trống của nó đi. Đó là bên đây là xà lách nha. Rồi bây giờ em quay lưng ở đằng sau. Ở đằng sau em thì cả nhà ơi, ở đằng sau em là đây, ba cái chậu này á, là ba chậu này là cải son đó, xà lách son. Cải xà lách son. Và xà lách son thì thường người ta nói là trồng ở dưới nước ha, nhưng cái này em trồng cạn nhưng mà vẫn tốt, vẫn xanh tốt nha cả nhà. Đây em trồng cạn, thì nếu trồng dưới nước thì chắc là tốt hơn ha. Thì nhưng mà là em nói là nó vẫn trồng cạn được đó, thì em cái này em trồng cạn. Đây ba chậu này là xà lách son. Rồi bên đây thì có rau cần nè, rồi cải xanh, nhưng cải xanh đó là cải xanh tím. Rồi đó, ở trong đó là có mấy chậu đó là nhìn lá xum xuê đó, là mấy chậu đó là bồ thê đồ, là khoai tây vàng, khoai tây đỏ, khoai tây tím đó. Rồi trong đó thì có một dây đó là mướp Peru. Và mướp Peru thì hôm nay em đó là leo lên cao rồi đấy, leo lên tới vàng rồi và sắp sửa có trái rồi. Mà cái mướp Peru này đó thì nó rất là dễ trồng, rất là dễ sống và rất là sai trái. Nó có những cái đặc điểm rất là tốt và dễ nữa, nên là mọi người hãy tìm mua hạt giống mướp Peru về trồng nha. Mình thì năm rồi á là có cô em bạn á, cô cho rồi mình trồng rồi mình chia sẻ cho mọi người trồng đó. Thì năm nay mình cũng tiếp tục trồng, nhưng năm nay mình trồng chỗ này một dây. Bên đây là cà chua.
cà chua nè, cà chua mình mua, cà chua mình mua hôm nay rất là tươi tốt rồi đây. Đây cây này cũng mua, rồi cây này cũng mua. Và cà chua này á, mình cũng chia sẻ với cả nhà luôn. Cà chua này đây, tên đây cả nhà, thì cà chua này rất là ngon nha cả nhà. Cà chua này á, ăn nó giòn và nó ngọt, thơm mà ngon lắm. Nên cả nhà hãy theo cái này là tên này á, nếu thích thì mua nha. Cái trái nó thon thon như trái nho vậy ha, ăn nó thơm lắm cả nhà. Đó mà ông xã mình cũng thích cái loại này lắm. Mà cái vừa rồi đó mình chạy xuống dưới Ken á, cái chỗ bán cái farm mà bán cây giống đó, mình mua. Cái hôm đó mình cũng có quay cái video đó. Và hôm nay cà chua của em nó cũng đã có bông rồi, là sắp có trái rồi nha. Cây này cũng là mua ở dưới đó, là cà chua trái bự. Mình mua 3 cây. 3 cây thì mình mua 3 cây thì hai cây là cà chua nho, một cây cà chua lớn. Còn đây là cây cà chua này là mình gieo, mình ở nhà gieo. Và đây, cây cà chua này mình gieo cũng thành công, mà mình nói cho cả nhà nghe. Và hôm nay cũng có trái. Đó, hôm nay cũng có hoa rồi nè. Đó, hoa nè. Đấy. Và là mình nói với cả nhà là cà chua rất là dễ gieo hạt giống. Cái hạt giống cà chua nó mau nảy mầm. Nhưng vì mình gieo sớm quá, vì mọi năm hầu như mình không bao giờ gieo cà chua và ớt, mình toàn đi mua. Đó, mình đi mua, nhưng mà năm nay mình gieo thì mình ham hố, mình gieo sớm quá, cây bự quá, cái mình đưa ra sớm nó chết. Chứ thật ra là nó rất là dễ gieo, rất là dễ trồng, nhưng tự vì đưa ra sớm quá thôi. Và ớt cũng vậy. Ớt là mình gieo rất là thành công, cây cao đẹp, nhưng vì gieo sớm nên cây đưa ra sớm thì cây nó chết, rồi một số chết, một số thì bây giờ nó không chết mà nó cứ trận ở đó. Và bây giờ có nắng rồi đó là bắt đầu nó phát triển. Đó là nên là cả nhà đó, nếu như ai không có vàng đèn, không có vàng đèn để sưởi cho cây đó, đó làm ấm cho cây đó, thì đừng gieo sớm nha. Theo em là tháng 3 gieo là vừa, còn hôm bữa em gieo tháng 1 sớm quá. Đó, nên là cả nhà ai không có vàng đèn thì đừng gieo sớm, tháng 3 gieo là vừa. Còn ai có vàng đèn tháng 3 gieo, còn ai không có vàng đèn thì là cỡ chừng tháng 2 gieo cũng được nha. Chứ đừng gieo sớm quá, cây nó bự rồi để trong nhà nó xanh ra con rầy xanh rồi là nó bay lung tung, em mệt quá nên em mới đưa ra đó. Đưa ra thì nó chết. Rồi bên đây là bí đỏ Việt Nam thì hôm nay bắt đầu mấy em á, cái nhánh bắt đầu luôn đi rồi đó, bắt đầu bò rồi đó. Bên đây rất là bề thế cả nhà, hôm nay rất là bề thế. Và cái đây là một dãy này á, ông xã mình ổng làm cái vàng rất là đẹp, rất là trịnh trọng cho nó luôn. Đây là những cây dưa leo Hàn Quốc. À, nhà em rất là thích ăn dưa leo Hàn Quốc. Và cái cây dưa leo Hàn Quốc này á, nó giòn, nó ngọt và là ít hạt. Đó, thế là em rất là thích. Và đây là những cái cây này là em gieo từ hạt. Và cây dưa leo nó cũng rất là nhanh lên. Hôm nay ở trong đó đã thấy bông rồi. Đây, nó đã có bông, sắp sửa có trái rồi đây. Thì đây là một dãy này của em á, là em trồng là dưa leo Hàn Quốc. Đó, dưa leo Hàn Quốc. Rồi trong đó là đậu Hòa Lan. Và đậu Hòa Lan hôm nay có trái rồi nha cả nhà. Đậu Hòa Lan, đây là đậu Hòa Lan em cũng gieo từ hạt. Cũng gieo từ hạt và đưa ra sớm. Thì thằng đậu Hòa Lan nó chịu lạnh. Nhưng á, là hôm đó thời tiết lại lạnh quá nên nó không chết. Nó y y thôi. Nhưng hôm nay bắt đầu nó phát triển. Mà cái thằng đậu Hòa Lan này nó rất là thích lạnh nha. Trời mà đến vô tháng 7, tháng 8 nóng quá nó chết. Nó không có chết nhưng nó sẽ khô. Đó, hôm nay nó có trái rồi đó. Nay nó có trái. Rồi đây. Đây. Trái của nó đây. Đây, hôm nay có trái rồi đây. Sắp sửa là lại thu hoạch đậu Hòa Lan. Đây, bông quá trời luôn. Rồi bên đây mấy cái chậu này. Đây, chậu này coi nè, cái dây nè. Đó, cả nhà thấy cái dây mà coi nè.
mọi người thấy không, cái dây nó leo, ông xã ông cột vô túc trên nó và nó leo, là cả nhà biết mấy chậu này là chậu gì không? Đây là mấy chậu củ khoai từ Nhật. Củ khoai từ Nhật ở chợ bán rất là mắc. Và em thấy ở bên kia Oregon, cái chị đó trồng được nên năm nay em cũng bắt trước em trồng thì cũng thành công nè. Đó, củ từ Nhật, năm nay em sẽ có củ từ ăn nha. Rồi trong đó là có bụi rau chua, rồi đó là hành lá, rồi hành tây. Hành tây cũng vậy, đưa ra sớm quá là ngụm hết một mớ rồi. Rồi đó, rồi ở đó cũng là có một cây cà chua nha. Rồi đây, ở đây là, trời ơi con nè, bởi em không trồng xuống dưới đất được là vì nó cỏ rồi lung ta lung tung, em làm không nổi, em thắt khe không nổi nên em mới trồng trong chậu. Rồi đây là những cây này không phải cây dại đâu nha, đây là rau mã đề đó, nó mọc dại đó, nhưng mà rau mã đề nấu nước uống rất là mát nên là em, cái lúm này em chưa bấn nè, vài bữa rồi em bấn em nấu nước uống. Đây lại thêm là bên đây là rau cải cầu vồng, rồi đây là cải kheo xoăn, cải kheo khủng long, bên đây là củ dình đỏ đó, hai cái này là củ dình đỏ, bên đây cà rốt, nhà em thì em trồng mỗi thứ một ít vậy đó. Rồi bên đây là bí ngòi, zucchini, đây trái của em. Ôi trời ơi, con người cũng sinh đôi và trái nó cũng sinh đôi nha, cái này là một cặp luôn, sinh đôi đó. Đó, trái cũng sinh đôi. Rồi bên đây nữa, đây zucchini, bí ngòi vàng, mỏ dịch, còn này bí ngòi vàng. Rồi bên đây bí ngòi xanh hôm nay cũng có bông rồi đây. Còn cái dây này là của thằng bí đỏ, hôm nay nó đi tìm đường cứu nước rồi đây. Ba nhánh này là bí đỏ này, hôm nay là bắt đầu là em nó biểu thôi tôi lớn rồi má ơi, má cho tôi đi tìm đường cứu nước. Thì đó, đừng bám vô đây, đi. Đấy, ba em trưởng thành rồi, thành thử ra đó là con muốn đi tìm đường cứu nước má ơi. Ok, đi con. Trong đó ông xã ông trồng cải bẹ dưa đó, ông xã mình ông trồng cải bẹ dưa. Rồi trong đó có cái lúm, trong đó là chị bạn mới cho rau, chỉ nói là rau lá mè Hàn Quốc của chị nó mọc lại, nó mọc như rừng như rú luôn, cái chị bấn chỉ cho thôi, mình cũng trồng cả rừng cả rú vậy đó. Ở trong đây em có bụi chuối sau hè, năm vừa rồi chị bạn cho, cái năm nay nó mọc lại. Đây, cây chuối sau hè. Rồi đây là cả nhà, cây này là cây lum vàng đó. Cái video trước á, là mình chia sẻ mình đi mua ở Flower cây lum á, thì đây là cây lum vàng. Và mình đã trồng nó ở trong đây và mình để ở bên đây. Hôm qua chỉ lại cho mình thêm một bụi chuối mà sao cháy lá tùm lum, thôi kệ để đi. Chỉ nói nó dễ sống lắm, đừng lo. Thì kệ nó để đó, không sao, mình dễ lắm. Thì ai cho gì mình nhận cái đó, người ta cho là quý rồi. Rồi đây là, đây, bông hoa không à. Khu nào em cũng để bông, để hoa. Cái khu vực bên đây vậy, em mua cây cẩm tú cầu, em trồng ở đây. Rồi đây cũng vậy, rồi hoa. Cái hoa này đẹp lắm cả nhà. Cái hoa này á, coi nè, đẹp chưa? Mà là cái hồi kỳ mình mới mua nhà đó, mình mới mua nhà, cái là mình mới ở đằng trước nhà mình là một, coi như một cái chỗ trồng hoa, toàn là hoa này. Nhưng mình không biết, cả nhà, mới qua Mỹ mà đâu có biết. Tôi nhổ, tôi dục, tôi thấy lá xanh xanh nè, lúc nó chưa ra bông, tôi đâu có biết cái gì đâu. Nhổ dục hết trơn, nhưng mà nó vẫn mọc. Cái nó mọc, cái thế là mình mới bứng ra mình để giống. Chứ cái cây này ở ngoài bán cũng mắc, cái mình mới bấn ra mình đem ra đi trồng chỗ này. Rồi để đây đi, không sao đâu. Rồi hả là gió thổi, rồi hả là gió thổi mây bay, cái hạt nó văng đi nó sẽ mọc nhiều lắm nha. Rồi bây giờ mình chủ yếu vô chủ đạo nha. Chủ đạo là
khoe bầu khoe mướp rồi đó. Trời ơi bà ơi, bà khoe màu khoe mướp mà chưa thấy bầu với mướp mà bà khoe cái gì đâu không à. Rồi đây, bầu đây, bầu đây quý vị, bầu của em đây, em đã có bầu. Bầu hôm nay bầu lớn rồi nha, leo vàng rồi nha cả nhà. Đây là bầu sao, rồi bên đây là bầu thiên nga đã leo cao rồi. Đấy, mấy em hôm nay đã leo bò rồi. Bên đây thì bầu lê, bầu trái lê. Bên đây một thùng bầu trái lê. Bên đây cũng một thùng bầu trái lê. Bầu trái lê hôm nay là cũng mọc rau mọc đồ rồi hả, cũng sắp sửa trưởng thành rồi đó. Bên đây là có mướp. Mướp này của em là mướp dài. Này mướp dài 2 mét. Mướp dài 2 mét của em hôm nay cũng bò leo rồi đây nè. Đi tìm đường cứu nước rồi đó các con. Đó là cũng hả là ấy, cũng leo lên vàng rồi. Đây là mướp táo. Nghe nói là mướp táo này cũng dễ trồng và sai trái. Thành thử ra là năm nay em mua hạt giống em trồng nè. Đó mướp táo. Bên đây thì có năm vừa rồi cũng trồng khổ qua ở đây. Năm nay em cũng trồng rau cây khổ qua ở đây, cũng có 2 cây khổ qua đưa ra sớm rồi đấy. Nắng quá rồi cháy lá rồi con nó èo ọt. Bây giờ thì con nó cũng leo vàng, tưởng chết rồi chứ, nhưng mà cũng leo vàng. Thôi ráng đi nha con, ráng rồi hả, cố gắng vượt qua nha. Đây có mấy ăn rau lan, mua rau lan về rồi cắm xuống. Đây là có mấy cây su của em năm nay coi như là hả đưa ra sớm quá má ơi, rồi con chết, không có chết mà ị đó, rồi giờ bắt đầu phục hồi, bây giờ mới bắt đầu đâm đây. Không biết năm nay có su ăn không nữa đây. Mọi năm thì có đó, rất là nhiều, năm nay thì không biết là có su ăn không, nhưng mà không có thì có người bạn á, mình cũng cho cây giống á, nhiều lắm. Mình á là mình được cái á là kiểu như mình được cái á là bạn bè rồi đó, quý lắm. Tại vì mình cũng quý họ, mình tặng cho họ cây giống này kia họ trồng á, thì á là họ nói là nếu như của mình chết, của mình không có trái thì họ sẽ đưa lên cho mình đó. Nên là hả là mình rất là may mắn, rất là cảm ơn tất cả mọi người yêu mến mình đó, rất là trân trọng cái những cái tình cảm đó. Rồi lại tiếp tục, đây là những cây khổ qua luôn, khổ qua trái dài, khổ qua trái ngắn. Rồi á là em đưa ra sớm cái nó eo ọt mà em sợ quá nó lả lướt đó. Trời ơi bây giờ nó phục hồi cả nhà, thấy thương quá, nó phục hồi và em sợ quá, em trồng thêm lại những cái cây này thì đợt sau nè đó, thì hôm nay nó cũng lớn rồi. Còn những cái cây này là nó đã cao rồi, tới đầu gối rồi đó em mới đưa ra, nhưng á là ôi bây giờ lại phát triển rồi, sắp sửa có trái rồi cả nhà. Đó có trái rồi nha, ôi cưng quá. Đó, có trái rồi nha, cưng quá là cưng luôn. Đó, khổ qua. Rồi, cả nhà còn nhớ anh Tây này không? Anh khổ qua lai Tây. Ôi, 10 cây rồi cho bạn bè, rồi để lại mấy cây trồng, rồi đưa ra sớm. Thế là anh khổ qua lai Tây này, anh cũng èo ò. Nhưng mà nè, coi cái thân nè, cái thân lả lướt nè. Nhưng mà thấy thương ghê không? Mặc dù thân em lả lướt, nhưng em vẫn chống cự cho chị đây. Đây, em vẫn chống cự cho chị đây. Đấy, thì là trời coi nè, thấy thương ghê mà không biết là có được cái chi mô không? Thế là phải lem thêm cái cây khổ qua sâu vô. Rồi bên đây thì là bầu đã leo lên tới vàng và là đã có bông đực rồi. Thì thường á là trồng bầu á nó ra bông đực trước nha, bông đực trước rồi nó sẽ ra đợt sau là bông cái, thì cây đó mới gọi là cây khỏe, cây mạnh. Còn cây mà mới lúp vậy mà ra bông cái thì cắt bỏ đi cả nhà, đừng tiếc, cắt bỏ đi cho em thì á là nó mới phát triển, thì nó lên cao nó mới phát triển, chứ mới lu lú ở dưới mà có trái là cây yếu đó, cây yếu. Cái thứ nhất đừng nuôi, đừng ham, đừng nuôi rồi á là cây nó không phát triển. Nên là mình cắt bỏ hết để làm chi, để cho nó leo lên vàng, nó phải bề thế rồi á, lúc đó nó rất là sai trái. Rồi đây vẫn là su, và su của em thì đó lúm phúng la pha,
Còn cái cây su bự này tốt như vậy là của bé nó cho. Nó thấy cây su của nhà mình đưa ra sớm quá rồi hả, là nó nói chết rồi cô ơi, thôi để con tặng cô cây su khác. Đó là cây su của nó. Còn đây cây su của em thì nó đang phục hồi, không biết là năm nay làm sao. Rồi đó, bên đây thì lại hoa, hoa, rồi bên đó cũng hoa và có một cây táo. Ok. Đây. Cả nhà ơi, thì bây giờ lại ngồi dưới đất, cả nhà ngồi dưới đất và đằng sau lưng em là bầu 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 bầu. Và cái video ngày hôm nay em quay cho cả nhà xem bầu bí mướp của em nó như thế nào, thì hôm nay cho em dừng cái video ở đây nha cả nhà. Bây giờ em phải đưa con em nó đi, rồi xong rồi em về em lại ghé chợ để mua đồ về nấu ăn cả nhà, nên cả nhà thông cảm nha và ủng hộ cho em nha. Ok, bye bye cả nhà, I love you cả nhà nhiều lắm nha. Đấy, dàn bầu sau lưng em đó, bữa nào á em sẽ quay nó lớn á, em sẽ quay, và đến mùa có bầu á, trời ơi là vô số kể luôn. Ok, bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha, bye bye.